rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội có những con số đáng chú ý như gói giải ngân vốn kết cấu hạ tầng mới giải ngân 61%, gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động mới giải ngân 55,7%. Gói đào tạo dạy nghề được 37%, gói hỗ trợ lãi suất 2% mới giải ngân được 3,05%. Lý giải về những con số chưa đạt được như kỳ vọng, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh cho rằng nguyên nhân chủ quan xuất phát từ công tác cán bộ. Ông Mạnh cho hay, tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ dẫn đến giải quyết công việc chưa hiệu quả. Một số doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ nhưng có tâm lý e ngại công tác thanh kiểm tra, tăng chi phí, phát sinh thủ tục. Nội dung này cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu quốc hội. Trả lời bên hành lang quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho biết, chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết những mặt tồn tại, hạn chế, trong đó đã ban hành Nghị định số 73 về bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tuy nhiên, theo đại biểu Hòa, chỉ quy định bằng văn bản giới luật là chưa đủ. Ông đề xuất cần luật hóa để những cán bộ làm việc có trách nhiệm, không tư lợi, có thêm một tấm bùa hộ mệnh trong thực hiện nhiệm vụ. Ông Hòa nói, các ngành các cấp cần có nghiên cứu chuyên môn về luật hóa để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Những cán bộ có tâm huyết với công việc thì tôi nghĩ rằng luật sẽ là tấm bùa hộ mệnh. Cũng theo vị đại biểu đoàn Đồng Tháp, trong công việc có làm thì có sai. Tuy nhiên, những cái xe đó phải xem xét từ nhiều khía cạnh là yếu tố khách quan hay chủ quan phải xét ở nhiều khía cạnh để xử lý cho thỏa đáng. Liên quan đến việc một số cán bộ từ trung ương đến địa phương bị xử lý khi vướng các sai phạm thời gian qua, đại biểu Hòa chỉ ra nguyên nhân một phần là do cơ chế. Từ đó, ông cũng đưa ra những đề xuất cụ thể về giải pháp để vừa đảm bảo tính răn đe, vừa thể hiện chính sách khoan hồng, nhân văn, nhân đạo của Đảng, nhà nước trong công tác cán bộ. Đại biểu Phạm Văn Hòa cho hay, tôi đề xuất sắp tới đây nên có văn bản chính thức kêu gọi những tổ chức, những cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị đó là nếu đã có sai phạm, làm chưa đúng, tự giác khai báo, hoàn trả lại số tiền mà mình thu nhập bất chính cho nhà nước. Việc nộp lại sẽ được giữ bí mật và những cán bộ đó hoạt động bình thường. Còn nếu ai không tự giác khai báo, nếu bị cơ quan phát hiện là phải xử lý nghiêm và xử đến nơi đến chốn, không có vùng cấm. Cũng theo đại biểu Phạm Văn Hòa, những người mắc sai phạm mà chưa bị phát hiện sẽ có tâm trạng lo lắng bất an, không dám nghĩ, dám làm, khiến công việc bị ngưng trệ chậm tiến độ người bị kỷ luật phê bình cảnh cáo thì năng suất chất lượng làm việc cũng không cao đưa quan điểm đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người quay lại vị đại biểu đoàn đồng tháp tin rằng nếu có cơ hội sửa sai những cán bộ đó sẽ làm quyết liệt và làm tốt hơn nữa